Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật lại một cái kèo B4D của MarketCap. Mình nhận tốc cần BCMC1 giao 2 này đã phân phối ngay tới các bạn. Mình đã được 1390 tốc cần này các bạn. Đây thì các bạn muốn rút được cái tốc cần này thì các bạn phải KYC ngay tới các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào withdraw thì nó có hiện lên một chữ KYC, thì các bạn điền thông tin của mình vào nha các bạn. Sau khi các bạn điền thông tin của mình vào, các bạn tải lên cho nó một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một bức ảnh có ghi cầm một tờ giấy ghi B4D của MarketCap và ngày tháng các bạn KYC nha các bạn. Sau khi các bạn KYC xong thì các bạn withdraw các bạn. Withdraw ở đây thì các bạn nhập số lượng là nhập địa chỉ ETH nè. Chết rồi các bạn, khá là căng các bạn. Con này nó kêu mình send 0.025 ETH đang làm phí chuyển các bạn, thì tốc cần này nó sẽ list lên hiện tại trên thông tin web, nó sẽ có giao dịch trên sàn B2B các bạn. Sau khi này nó sẽ list sàn Uniswap giá khá là cao, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tôi cần là vàng các bạn. Thì mình cập nhật cho tất cả các bạn thông tin này cũng rất là tôi cần BCMC1 đã phân phối về sàn B4D của MarketCap các bạn. Vậy mình đến đây cũng chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.